Thủ tướng Merkel tuyên bố Đức không có ý định đưa quân qua Mali, tính từ Bá Lình. Qua cuộc họp báo chung với Tổng thống Boni Yayi của Benin, Thủ tướng Angela Merkel nói rằng Đức không có ý định tham chiến ở Mali, nhưng Tổng thống Pháp đã khẩn cấp yêu cầu. Vì thế, bà ta hứa hẹn cung cấp tiếp liệu và tiếp vận để quân đội các nước ECOWAS có thể nhanh chóng thay thế quân đội Pháp lấy lại lãnh thổ Mali. Trong ngày thứ Tư tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Thomas de Maizière tuyên bố Đức sẽ đưa ra hai chiếc phi cơ vận tải giúp chở quân các nước ECOWAS qua Mali. Thủ tướng Merkel nói thêm rằng ECOWAS không muốn ở mãi ở Mali, giữ an ninh cho nước này là quân đội Mali, nhưng quân đội nước này cần phải được huấn luyện tốt hơn. Đức sẽ giữ một phần trong nhiệm vụ của Liên Âu. Tổng thống Boni Yayi đang làm chủ tịch Liên Phi đã bày tỏ sự tri ân đối với sự giúp đỡ của Đức và ca ngợi việc Pháp đưa quân can thiệp ở Mali. Tổng thống Yayi đang viếng thăm nước Đức trong 4 ngày để vận động gia tăng sự cộng tác kinh tế giữa Đức và Benin.